Chào mọi người, chào mừng mọi người đến với công ty Thiên Mã Vạch. Thì như mọi người đã biết thì công nghệ mã vạch ngày nay đã rất là phổ biến trong tất cả các nhiều các lĩnh vực khác nhau, giống như là sản xuất, bán lẻ, bệnh viện, y tế. Đối với một công nghệ mã vạch thì không thể thiếu tất cả các thiết bị về mã vạch như là máy in, máy quét. Thì ngày hôm nay Việt sẽ đại diện công ty Mã Vạch giới thiệu cho mọi người các dòng máy quét từ các thương hiệu nổi tiếng hiện đang được sử dụng phổ biến trên thị trường hiện nay. Dòng máy quét của hãng Tata Logic, của hãng Honeywell và của hãng Supra. Đối với các dòng máy quét thì được chia làm 3 loại. Thứ nhất đó là loại dòng máy quét có dây, dòng máy quét không dây và dòng máy quét để bàn cố định. Đối với loại máy quét mà có dây và không dây thì thường được chia làm 2 loại, đó là máy quét 1D và máy quét 2D. Thì để chi tiết hơn thì sau đây Việt sẽ trình bày cụ thể hơn về từng các dòng máy quét của các hãng. Và dòng máy quét cuối cùng Việt muốn giới thiệu cho mọi người đó là dòng máy quét không dây. Đặc điểm của dòng máy quét này là sử dụng công nghệ kết nối Bluetooth, dùng pin có phạm vi hoạt động từ 10 đến 15 mét. Các dòng máy quét này phục vụ trong vấn đề kiểm kê tồn kho, sản xuất, phù hợp với các nhu cầu sử dụng linh động cần di chuyển nhiều. Các dòng máy quét này có 3 cổng kết nối chính USB, RS232, RS485. Đặc điểm của dòng máy quét này là sử dụng công nghệ quét mạnh mẽ, nhỏ gọn, thiết kế tinh tế, chắc chắn, độ bền cao và tuổi thọ pin sử dụng lâu. Sau đây, Việt sẽ giới thiệu về dòng máy quét cầm tay có dây. Đặc điểm của những dòng máy quét này thì có dây kết nối trực tiếp với lại máy tính, độ dài dây khoảng từ 1,5 tới 2 mét. Các dòng máy quét này thường được sử dụng rộng rãi trong các cửa hàng, shop bán lẻ hoặc các nhu cầu mà kiểm đếm hàng hóa trong bán kính 1,5 tới 2 mét. Các dòng máy này có 3 cổng kết nối chính USB, RS232, RS485. Các dòng máy này sở hữu công nghệ quét mạnh mẽ, nhỏ gọn, thiết kế đơn giản, chắc chắn, độ bền cao. Tuy nhiên, mức giá của các sản phẩm dòng này rất phải chăng và phù hợp với chi phí đầu tư. Tiếp theo sau đây, Việt sẽ giới thiệu về dòng máy quét để bàn. Đặc điểm của dòng máy quét này thường được để trên bàn hoặc đặt ở một vị trí cố định. Chúng ta có thể dễ dàng thấy các dòng máy quét này trong các cửa hàng, shop bán lẻ hay siêu thị. Các dòng máy quét này có 3 cổng kết nối chính USB, RS232, RS485. Đặc điểm của các dòng máy quét này là sử dụng dễ dàng, có khả năng đọc siêu nhanh, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, độ bền cao. Tính năng của các dòng máy quét có thể đọc đa tia, đọc tốt các mã vạch 1D và 2D và thậm chí các mã vạch trên các màn hình điện tử. Mức giá của các dòng máy quét này vừa phải, hoàn toàn phù hợp với chi phí đầu tư ban đầu. Như vậy là việc vừa giới thiệu qua với mọi người tất cả các dòng máy quét của các hãng như là Honeywell, Zebra, Data Logic. Đối với tất cả các dòng máy quét này, khi lúc trước khi phân phối ra thị trường thì công ty Thiên Mã Vạch chúng tôi luôn cam kết 3 điều sau. Thứ nhất là uy tín, thứ hai là chính hãng, thứ ba là chất lượng. Ngoài ra, tất cả các dòng máy quét này chúng tôi đều có chứng nhận của hãng và có COCV rõ ràng. Nếu các bạn có thắc mắc hoặc cần tư vấn về các dòng máy quét mã vạch thì hãy liên hệ qua số hotline 1900 3438 hoặc truy nhập vào các đường link bên dưới. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi video này. Hẹn gặp các bạn ở các video sau. Tạm biệt các bạn.